Chị Bibi xin chào các em. Hôm nay chị sẽ hướng dẫn chúng mình làm một chiếc mũ con trai nhé. Chị đã hoàn thành xong một chiếc mũ cho bạn trai rồi đấy. Các em nhớ nhấn like và đăng ký kênh để đón xem những video tiếp theo nhé. Bye bye.